Hoàng 6,5 tỷ đồng sang Singapore mua điện thoại di động, chàng trai Việt bị bắt ra tòa. Mang số tiền lên đến 6,5 tỷ đồng sang Singapore, một người bán điện thoại bị cơ quan chức năng nước này phạt 130 triệu đồng. Tại sân bay Changi, cơ quan chức năng của sân bay đã phát hiện lượng tiền mặt lớn trong hành lý của Nguyễn Thanh Thủy, một người bán điện thoại di động 25 tuổi. Thủy không giải thích được lý do tại sao mang số tiền lớn này sang như vậy. Anh ta bị cáo buộc vi phạm luật nước này vì mang số tiền hơn 20.000 đô la qua Singapore khi xuất nhập khẩu, khi xuất nhập cảnh ở Singapore mà không khai báo. Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2014, khách du lịch và dân Singapore đều phải khai báo họ mang số tiền vượt quá 20.000 đô sang Singapore khi xuất nhập cảnh. Họ phải điền vào biểu mẫu và gửi cho nhân viên tại sân bay này. Theo điều tra của cảnh sát, số tiền trên thuộc chủ của anh Thủy. Anh được nhờ mua điện thoại di động, smartphone sang Singapore để gửi về Việt Nam. Thủy hiện là nhân viên bán hàng tại một cửa hàng điện thoại di động tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong lời khai bào chữa nhẹ tội, luật sư VF Vietlott Neto cho biết Thủy rất hối hận về sự dại dột và thiếu phán xét của mình khi thực hiện hành vi phạm tội. Anh ta nên tuân thủ luật pháp Singapore. Bà Neto nói rằng Thủy đã sống ở Singapore trong một số năm và chưa bao giờ vi phạm luật. Thủy gửi một phần lớn thu nhập cho gia đình Việt Nam vì họ rất khó khăn. Luật sư đã đề nghị mức phạt là 7.000 đô Singapore, trong khi công tố viên yêu cầu mức phạt là 8.000 đô Singapore. Sau khi bị kết án, luật sư đã yêu cầu trả lại số tiền mặt cho Thủy. Thẩm phán đã nhận được và nói rằng số tiền này sẽ được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp. Việc kiểm soát chặt chẽ số tiền là nỗ lực của Singapore trong việc phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Cơ quan chức năng có thể phát hiện và giám sát các hoạt động giao dịch tiền mặt xuyên biên giới và thi hành chống vận chuyển tiền mặt, hỗ trợ các hoạt động tài chính khủng bố và rửa tiền. Các loại tiền bao gồm đô la Singapore, tiền tệ nước ngoài và xét đều sẽ bất kỳ ai đều không có quyền khai báo đầy đủ chính xác sẽ bị phạt tới 50.000 đô Singapore và ngồi tù đến 3 năm. Sẽ xử lý kỷ luật vụ dự thảo quy định sinh viên bán dâm quá 4 lần sẽ bị đuổi học. Theo ban lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định thành lập 3 hội đồng kỷ luật số 19, 20 và 21 về xem xét kỷ luật cán bộ liên quan đến dự thảo quy định sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần bị đuổi học, từng gây bão dư luận trong năm 2018. Hội đồng kỷ luật của Bộ đã họp và quyết định đề xuất kỷ luật các cán bộ có liên quan, trong đó có một cán bộ xử lý cảnh báo và một cán bộ xử lý khiển trách và một cán bộ phê bình, kiểm điểm nghiêm khắc các tập thể. Trước đó, vào tháng 10 năm 2018, dư luận đã tranh cãi gay gắt về quy định sinh viên bán dâm quá 4 lần sẽ bị đuổi học. Nội dung này nằm trong khung xử lý kỷ luật của học sinh sinh viên ban hành kèm theo dự thảo thông qua thông tư về quy chế công tác học sinh sinh viên đối với các ngành đào tạo trong giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp do Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa lên cổng thông tin của Bộ để lấy ý kiến của các cơ sở giáo dục, sinh viên và phụ huynh trên cả nước. Sau đó, rất nhiều ý kiến cho rằng quy định vừa trái pháp luật vừa xúc phạm sinh viên. Ngay sau khi nhận góp ý và phản ứng của dư luận, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xin rút lại dự thảo thông tư này. Trả lời về câu hỏi ban hành dự thảo 4 lần bán dâm của sinh viên sẽ bị đuổi học ở Quốc hội của Giáo dục Bộ Đào tạo, Phùng Xuân Nhạ nói về quy định: sai thì phải sửa, kiên quyết sửa, mình sẽ xem xét và xử lý trách nhiệm cá nhân của những người làm sai. Tiết lộ mới nhất trong vụ án 9 người chết dùng hóa chất HCL và HF là tuyệt chiêu của nghề nghiệp. Vào phiên tòa xét xử thứ tư, tòa án sơ thẩm vụ xét xử tai biến làm 9 người chết tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình do chạy thận xuất hiện thêm lời khai mới. Không có văn bản bàn giao nhưng phải hiểu đó là trách nhiệm mặc định. Mở đầu phiên xét xử, các luật sư hỏi các bị cáo để làm tròn trách nhiệm về chất lượng của nước ro. Theo cáo trạng trong công bố, nước ro có hóa chất tồn dư, hóa chất đó được một bị cáo Bùi Mạnh Quốc dùng để rửa và lọc máy ro, là nguyên nhân trực tiếp khiến 9 người tử vong khi chạy thận. Khi được hỏi trước tòa, vợ bị cáo Trương Quý Dương cho biết nguyên đơn thận nhân tạo thuộc khoa hồi sức tích cực, không có chức danh kỹ thuật viên nhưng
đó là đơn vị phụ trách vai trò kỹ thuật viên, cụ thể vai trò đó là phòng vật tư. Ông Dương giải lý, dù không có văn bản bàn giao nhiệm vụ kỹ thuật viên cho phòng vật tư, tuy nhiên phải cần nhiều hiểu rõ đó là nhiệm vụ mặc định của chính mình. Mỗi bộ phận trong bệnh viện có rất nhiều trách nhiệm, có trách nhiệm trực tiếp và cũng có trách nhiệm gián tiếp, đảm bảo chất lượng nước lọc, máy thuộc khoa, trưởng khoa và giao cho ai để người đó chịu trách nhiệm, ông Trương Quý Dương khẳng định. Bị cáo Hoàng Đình Khiếu, phó giám đốc bệnh viện kiêm trưởng khoa hồi sức tích cực cũng cho rằng, trong quy chế bệnh viện trưởng khoa, lọc máu sẽ chịu trách nhiệm về nước, nhưng bệnh viện không có trưởng khoa nên chất lượng nước sẽ thuộc về phòng vật tư. Chúng tôi chỉ làm đúng quy định chuyển giao cho bệnh viện Bạch Mai, bàn giao sửa chữa sẽ giao cho điều dưỡng Hằng và từ phòng vật tư, ông Khiếu nói. Ông Khiếu cũng cho biết thêm, thời gian sửa chữa là bao lâu và cũng như các nội dung trong hợp đồng. Nếu như trong hợp đồng có xét xử xét nghiệm lại thì phòng vật tư phải phối hợp với các khoa để chuyển bệnh nhân đi các nơi khác. Bình thường, các lần sửa chữa thì không có đợi kết quả xét nghiệm nước mà phải chạy thận ngay. Đáp lại, bị cáo Trần Văn Sơn, nhân viên phòng vật tư lại khẳng định bị cáo không được đào tạo về chất lượng nước. Sơn khai rằng, công việc được giao là nhiệm vụ sửa chữa tại các đơn nguyên lọc máu, giao việc nhiệm vụ tại các đơn nguyên lọc máu và hoàn toàn phụ thuộc vào chức trách nhiệm vụ của bị cáo. Vào ngày 28 tháng 5, Bùi Mạnh Quốc đã đến sửa chữa hệ thống RO, Sơn đến nhưng lời rời đi và không có báo cáo với bị cáo Trần Văn Thắng. Khi đến lượt mình trả lời thì luật sư Hoàng Ngọc Biên về vấn đề bàn giao thiết bị RO, bị cáo Bùi Mạnh Quốc khai trước khi sửa chữa bị cáo đã bàn giao cho Sơn, nhưng khi sửa chữa thì Quốc chưa bàn giao vì lý do chưa sửa xong. Ngày hôm sau sự cố xảy ra, Sơn có đưa cho Quốc tờ A4 tường trình công việc. Tuy nhiên, bị cáo Sơn lại khẳng định sau sửa chữa, bị cáo Quốc đã gọi điện cho Sơn thông báo sửa chữa đã xong. Luật sư Trần Hồng Phúc cho biết, vào sáng ngày 16 tháng 1, bị cáo Quốc đã có thay đổi một số lời khai. Trước đó, Quốc khai rất nhiều lần Quốc đã đến khoa lấy mẫu xét nghiệm tại đơn nguyên thận nhân tạo, đã thấy đơn nguyên này cho sử dụng hệ thống bình thường, mặc dù chưa có xét nghiệm kết quả. Về vấn đề này, Quốc sẽ tích tất cả những mẫu thử estrogen đã có kết quả xét nghiệm xong mới được chạy. Lúc đầu, lời khai tại cơ quan điều tra do trả lời nhiều câu hỏi nên đầu óc bị cáo không được ổn định, nhiều không hiểu rõ. Cơ quan điều tra hỏi rõ xét nghiệm hóa sinh hay androgen. Trước đó, có 2 lần Romin không đủ tiêu chuẩn thì đã không được chạy. Nếu ngày 28 tháng 5 năm 2017, bị cáo lấy mẫu nước thì sẽ cho RO2 làm việc. Luật sư Phúc cho biết, trong quá trình điều tra, bị cáo Quốc từng khai nguyên nhân khiến cho các bệnh nhân tử vong là do bị cáo sử dụng hỗn hợp 3 axit HF và HCl và citric. Các loại hóa chất này tồn dư trong nước RO dẫn đến 9 người tử vong. Quốc đáp, nguyên nhân bị cáo gây ra đến đâu thì bị cáo kính mong hội đồng xét xử xem xét do bản thân đánh giá, đánh theo mức độ hồ trong máy vẫn báo an toàn. Quốc cũng cho biết, nếu trong y tế, bị cáo chưa bao giờ sử dụng HF và HCl, hệ thống RO sử dụng lọc máu là trang thiết bị y tế, màng RO là màng công nghiệp, bị cáo đã dùng rất nhiều HCl và HF để vệ sinh. Bị cáo Quốc còn cho biết, bị cáo từng sử dụng HF và HCl để rửa sụt nhiều lần nhưng chưa có nơi nào cấm sử dụng. Nếu không có văn bản cụ thể, bị báo cáo không được dùng HCl và HF trong vệ sinh xử lý thiết bị y tế thì bị cáo sẽ không dùng. Theo Quốc, sau khi sự cố xảy ra, Bộ Y tế mới đưa ra quy trình sử dụng hệ thống RO cho hệ thống. Từ trước đến nay, đi làm cũng không có văn bản nào cấm dùng các chất này, chỉ yêu cầu có chất lượng nước tốt nhất. Năm 2013, bị cáo Quốc cũng đã sử dụng HCl và citric để xử lý RO nhưng không hiệu quả. Dựa vào kết quả đánh giá của hai đồng hồ, công ty cũ Minh Hoàng của bị cáo đã có chuyển hóa chất nguyên tẩy rửa màng có HCl và HF, bị cáo cũng không tự nghĩ ra việc sử dụng hóa chất để tẩy rửa màng như vậy. Việc dùng HCl và HF có thể coi là tuyệt chiêu bí mật của các anh em trong nghề, Quốc khai và không nói với công ty Thiên Sơn bởi lý do công ty cũng không hỏi nên cũng không trả lời. Quốc cho biết 12 năm kinh nghiệm làm việc, bị cáo Quốc còn nhớ trên thế giới có dùng HCl và HF nhưng nồng độ nhẹ hơn, có thêm hóa chất kháng và giá rất đắt nên đã nhập hóa chất rẻ hơn. Sau đó thấy sử dụng hiệu quả nên vẫn tiếp tục sử dụng theo kinh nghiệm làm việc ở công ty cũ.
thu hàng tỷ đồng nhờ loại quả bán không bao giờ sợ ế. Huyện Hoài Đức, Hà Nội được coi là vựa Phật thủ lớn nhất Hà Nội và lớn nhất miền Bắc. Những ngày cận Tết, người dân trồng cây Phật thủ lại tất bật thu hoạch để cung cấp cho người tiêu dùng. Gần một tháng trước Tết Nguyên Đán, hầu hết những vườn Phật thủ đều được thương lái mua buôn và giữ chỗ cho hết. Theo chị Biên Hương, một chủ vườn của Phật thủ rộng 7.200m² ở Hoài Đức, Hà Nội, khách lấy buôn ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Họ thường đặt trước và hẹn trước lấy ngày lấy. Chúng tôi phải hái và gửi theo đúng lịch hẹn, chị cho hay. Phật thủ đến năm thứ hai là cho quả và bắt đầu thu hoạch. Giống cây này chỉ có thể trồng một lần trên một diện tích đất trong vòng 5 năm. Sau mỗi vựa Phật thủ, các nhà vườn phải đi thuê đất ở các huyện kế bên như Đan Phượng, Phúc Thọ để tiếp tục canh tác. Hiện tại, chỉ còn một số nhà vườn trồng Phật thủ ở đất sở. Chị Biên Hương cho biết cây Phật thủ rất khó trồng nên chỉ có những người có kinh nghiệm mới dám trồng và không phải trồng cây nào cũng có lãi cây đó. Mỗi cây Phật thủ thu hoạch từ 50 đến 70 quả, có những cây lên đến hàng trăm quả. Đặc biệt là quả này được ưa chuộng quanh năm nên nhà vườn không bao giờ sợ ế. Một năm cây Phật thủ sẽ thu hoạch hai vụ chính vào tháng 7 và Tết âm lịch. Những ngày cận Tết, một nhà vườn thu hoạch và bán ra thị trường lên đến vài nghìn quả. Theo chị, khách thị trường mua theo kg với giá dao động từ 50.000 đồng tới 70.000 đồng 1 kg. Một số khách muốn mua theo quả thì 20 đến 3,5 triệu đồng một quả tùy theo kích thước và mẫu mã hình dáng của loại quả đó. Hình dạng của quả Phật thủ rất ngộ nghĩnh và đẹp, có nhiều ngón và to đều. Quả Phật thủ rất to, đẹp. Chị Hương bán với giá 3,5 triệu đồng. Chị tiết lộ đã có khách đặt mua nhưng cận Tết mới lấy. Vì loại quả này rất dễ thâm, người hái cũng biết cách hái để tránh mã mẫn cũng như là chúng bị xấu đi. Hoa Phật thủ sẽ có hoa quanh năm và có quả quanh năm. Tuy nhiên, số lượng thu hoạch thì chỉ có hạn, chỉ có hai mùa. Chị Biên Hương tiết lộ mỗi năm thu hoạch cả tỷ đồng nhờ bán Phật thủ. Tuy nhiên, giống cây này khó trồng và hay mắc bệnh nên chi phí trồng đến cả thu hoạch không khá xa. Thời điểm này, giá cả Phật thủ chưa phải là đắt nhất. Ra Tết, quả này hiếm hơn, sẽ giá cao hơn rất nhiều. Cây quanh năm, gấp đôi, gấp ba, cũng như cận Tết, một chủ nhà vườn cho hay. Theo đó, không ít nhà vườn để lại những quả xanh, non để đợi ra Tết thu hoạch và bán với giá rất cao. Vào năm 2016, những trái Phật thủ đầu tiên được có mặt tại thị trường Singapore đem lại kinh doanh kinh tế cho người dân. Ngoài ý nghĩa thờ cúng thiêng liêng, quả Phật thủ còn được điều chế làm các loại thuốc chữa ho, ngâm rượu và hay mứt Tết. Phật thủ có dáng là bắt mắt cũng như là mùi thơm nhẹ, bay trong mâm ngũ quả thì ngày cận Tết rất đẹp. Nhiều người quan niệm quả này lại may mắn và có giàu có, thịnh vượng và mang điều tốt lành cho gia chủ. Dù giá cao hay nhiều gia đình vẫn lựa chọn về để bày mâm ngũ quả cho dịp Tết Nguyên Đán.